Hello, xin chào các bạn. Và mùa tưới lại đến các bạn ạ. Hôm nay mình lại đập hộp cái loại này các bạn nhé. Đây, ôi giời ơi, bỏ hoang cả năm rồi đấy. EDK cái thời nào đấy, đấy. Xì bọt mép thế này. Cứ đến mùa tưới mình lại action cho một xí. Không biết nó nổ. Các bạn, hàng này hơi bị hiếm nha các bạn nhé. Bây giờ mình định giá cho nó là 9,2 tỷ. Có ai ưng trước thì mình bớt bớt lọc cho đầu năm nha các bạn nhé. Mới còn giàu không? Vẫn còn. Vẫn là cái suối hôm trước nha các bạn. Rồi, thử đi. Cứ quay xem. Cứ một năm chúng ta lại gặp em nó một lần, quay lại có nổ. Hôm sau rửa rửa sạch sạch một xíu nha. Ôi giời. Chỗ này bẩn quá. Rồi. What? Không quay à? Quay không nổ vậy. Sao lại này quay không nổ vậy? Hay là một năm nó an nghỉ mất rồi. Lên đi, lên đi. Lên đi. Wow. Không thể tin được. Thôi, đến lượt mình ra tay. Để xem thế nào. Đây, điện đồ quay nha các bạn ơi. Cắt bùa móc ra này. Điện đồ quay nha các bạn ơi. Ơi, thả e ra này. Ơi, thả e ra không. Đây ạ. Cái con trùng lùng vậy chả. Bốn tạ bất quyết. Thôi, Lido lại làm thêm lần nữa nhé các bạn. Quyết quá. Tìm cách nào đây. Là mình đốt ra đây. Đốt lửa vào cái mũi đó này. Mệt thật chứ.